Ở đời, không già bằng tự lực cánh sinh. Một cặp chuyện khó khăn, tự mình biết hỏng ở đâu thì đắp, rối ở đâu thì gỡ. Không biết mình cần gì thì người khác cũng chẳng biết ở đâu mà giang tay cứu. Hai đường đời đánh ngã sấp mặt, chảy ra tróc vải cũng tự mình chữa lành, đã ngã rồi không tự đứng lên, tính để người ta đạp lên sao? 3. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình. Sự cố gắng trong im lặng luôn nhận được thành tựu rộn vàng. 4. Nước mắt ướt rơi, khóc một trận không biết trời mây thế nào, rồi tự mình lau khô, sáng mai lại vui vẻ chiến đấu tiếp. 5. Có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp. Mình không hiểu mình, đừng mong người khác biết tuốt. 6. Cha mẹ mình không lo toan, vậy đùn đẩy cho ai lo. Nếu không gánh vác được gia đình, ít nhất cũng đừng để cha mẹ phải muộn phiền. 7. Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi, như vậy mình mới có lựa chọn, sống theo ý của mình. Không gì bằng tự thân vận động. 8. Cầu thời, cầu vận không bằng cầu mình. Chuyện của mình người khác sao thấu, đợi chờ ban ơn chi bằng tự lực hành động. 9. Tương lai mình không lo, thì để ai lo đây? Nếu không làm chủ ước mơ của mình sẽ phải lao động cho giấc mơ của kẻ khác. 10. Học hành làm việc tốt là ấm vào thân mình. Cho mình chứ cho ai mà tiếc công sức, mình không làm chủ cuộc đời thì sẽ có kẻ khác làm thay. Chúng ta đang thực sự tạo ra tương lai của mình bằng những việc làm mỗi ngày. Sự thành công hay thua kém sau này do một tay mình làm nên hôm nay, sướng khổ thế nào là tự mình chuốc lấy.